từ kinh doanh điện thoại đến karaoke, cuối cùng là chuyển sang nuôi côn trùng. Sau nhiều năm mầy mò, nhờ sự tỉ mỉ và cái duyên với nghề, giờ đây vợ chồng anh Nguyễn Thành Phi ở Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội đã sở hữu hai cơ sở chăm sóc, phân phối các loại giống côn trùng như bọ cạp, dế mèn, ve lột, tắc kè. Mô hình kinh doanh này đã không chỉ cải thiện thu nhập cho gia đình anh mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động. Trước thì mình cũng bán điện thoại di động, cũng làm một số các cái nghề khác. Sau khi mà đi du lịch Thái Lan thấy bên đó họ nuôi rất là hay và phát triển tốt thì mình có lấy một số giống về để mình nhân nó ra. Chỉ với diện tích hơn 30 m², nhưng trang trại mini của vợ chồng anh Phi lại là đại lý cung cấp giống côn trùng cho bà con ở mọi miền trên cả nước và cả nước ngoài. Anh Phi cho biết, dế mèn là một trong những loại côn trùng dễ nuôi nhất bởi chúng sinh sản nhiều, thức ăn chủ yếu là loại rau cỏ phù hợp với điều kiện chăm sóc của bà con nông dân. Chi phí vốn ban đầu nuôi dế chỉ vài triệu đồng, chuồng dế chủ yếu dùng thùng xốp, thùng gỗ, cát tông và phụ kiện các loại như cành lá, vi trứng gà. Từ lúc nở đến khi thu hoạch từ 26 đến 30 ngày, 1 kg dế chỉ ăn hết 1 kg cám và 3 kg rau. Dế nuôi thì chúng đẻ rất là nhiều, mà ăn uống thức ăn của chúng thì nó rất là thuận tiện, nhân ra thì rất là dễ. Chúng ăn cám, gà và các loại rau củ quả thì ở các cái vùng quê nông thôn thì rất là nhiều thức ăn để cho chúng ăn. Hiện dế thành phẩm bán ra thị trường theo giá buôn ở 140.000 đến 160.000 đồng 1 kg, trứng dế làm giống có giá 50.000 đồng một khay, tắc kè bán giá 60.000 đồng đến 100.000 đồng một con. Trước đây trung bình mỗi tháng, trang trại xuất bán hơn 1 tấn các loại, cho thu nhập hơn 100 triệu đồng. Nhưng hiện nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh thu của trang trại giảm chỉ còn bằng 1/3 so với những năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận thu về từ mô hình kinh doanh này vẫn đảm bảo được cuộc sống của gia đình anh và những lao động đang làm việc tại trang trại trong mùa dịch. Không chỉ tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương, vợ chồng anh Phi còn luôn cởi mở, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho những người đến tham quan, học hỏi từ những trang trại khác.